Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyển Bình Lâm có buổi tiếp và làm việc với Quỹ AQT Funding và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Nam Thịnh về việc tìm hiểu thông tin các dự án tỉnh đang kêu gọi đầu tư. Đại diện các bên có Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AQT Funding Francis Tamriyazad, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Nam Thịnh Hà Chiến Nghĩa. Tại buổi làm việc, đại diện Quỹ AQT Funding thông tin về năng lực và những dự án mà Quỹ đã đầu tư trong thời gian qua tại Việt Nam chính sách của quỹ về hỗ trợ vốn, công nghệ quản lý phù hợp cho từng dự án. Đối với các dự án hạ tầng giao thông, thời gian chay có thể lên đến 20 đến 40 năm. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh các dự án chay vốn phải đóng góp tích cực cho phúc lợi xã hội và nhân đạo. Đại diện công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật xây dựng Nam Thịnh hy vọng sẽ cùng các đối tác đầu tư tham gia các dự án hạ tầng giao thông của tỉnh sớm báo cáo chi tiết với quỹ ở Funding để có khoản chay phù hợp trình bày với tỉnh thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm gửi lời cảm ơn đến Quỹ Acuity Funding và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Nam Thịnh đã quan tâm đến sự phát triển của tỉnh. Ông hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều kết nối hướng đến sự phát triển của tỉnh thông qua các dự án đầu tư, thắt chặt mối quan hệ với các bên. Ông cũng mong rằng Quỹ Acuity Funding giới thiệu một số nhà đầu tư đến tỉnh, song song đó hỗ trợ khoản chay cho các nhà đầu tư. Dịp này, Quỹ Acuity Funding và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Nam Thịnh trao tặng hợp bổng trị giá 50 triệu đồng cho Quỹ Hợp bổng Nghèo Hiếu học tỉnh Long An.